Đây, cô tay là tay Thái nha. Thái luôn rồi. Đưa thầy cái phần. Thầy xả lên mấy cái này. Chỉ tại lúc sợ rồi. Cái pin nào tháo cái rồi. Vậy rồi mà cái gì. Lúc đầu là ai chưa ký? Hai luôn tay. Có nhớ kìa. Đi nữa. Không, không, gọi ký đâu mà cái xong rồi có mỗi cái học. Ông gia xong khỏi gì. Không cho bụi luôn. Là kỹ sư Thái Lan nha. Ba ngày thôi vậy ông nội tôi thiếu hai chữ ký rồi. Có bắt trong cái câu nghe đâu chuyên gia đến từ Thái Lan nha. Thái Lan. Kubota thương hiệu số 1 của Thái Lan. Nhắc đến Kubota là thương hiệu số 1 của Thái Lan. Nhắc cái động cơ là Kubota là thương hiệu số 1 của Thái Lan. Good lên. Number one. Number one lên. Ừ. Hả? Đi rồi. Nè anh quay vô đây đặt lấy số điện thoại tên chữ ký đồ cho đủ anh. À, lấy tên kỹ sư luôn ha. Thôi, em anh tung lên nãy giờ nhiều rồi. Kubota thương hiệu số 1 của Thái Lan. Nhắc cái động cơ là chỉ Kubota thôi. Kubota. Có thể sử dụng áp dụng. Cái vấn đề là có thể sửa chữa, dùng là thương chẳng đi đại. Và nhưng mà cái mục đích cuối cùng đó là sửa chữa và bảo dưỡng, bảo trì nó được tốt nhất. Sống lọc, quán nhí sẽ bên càng né nằm phản hả bương tôn khi đã cửa cập thương dồn
Và hôm nay thì ảnh sẽ giới thiệu những cái vấn đề mà cơ bản nhất sẽ xảy ra với cái động cơ này của mình. Thì nếu mà, tức là nó sẽ có nhiều cái vấn đề cơ bản, thì nếu mà nó xảy ra cái vấn đề, cái biểu hiện nó là như vậy đó, thì mình sẽ biết là sẽ phải kiểm tra, sửa chữa ở chỗ nào. Lẽ thực thái cư can cháy lẽ bông nguồn nó xả còn cứng chặt. Càng bông nguồn nó xả, cứng chặt, ngay sau mặt. À, sau mặt sẽ ngàn đây nàn. Rồi cuối cùng nó là cái cách để mình bảo dưỡng làm sao để cho cái máy sử dụng được lâu. Cứng chặt. Thì máy nghiền cam đúng xả, cái nhu cầu sẽ ngàn có trả xong. Thì tất cả các mọi loại máy móc thì nếu mà mình không bảo trì bảo dưỡng của nó thì nó đều không có sử dụng được lâu dài bền. Đó cho nên làm cái nghiền cam đúng xả này, ta cảm thấy mà đã sẽ đéo. Thì sau khi mà mình xem cái vấn đề của máy, sau khi mình sửa chữa thì anh sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách bảo trì bảo dưỡng cho nó. Nếu mà lên không đẹp không đẹp. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu cái máy. Thì hôm qua ảnh đã tạo một số vấn đề cho ba cái máy, thì hôm nay đầu tiên cho cái máy. Máy này trước. Thì sư rồi đố ảnh quay sao cho chạy trước đi. Đầu tiên cái máy này thì mình sẽ kiểm tra và mình thử khởi động để xem coi nó gặp vấn đề gì. Rồi đội trưởng của cái nhóm đó qua đi. Đội trưởng đâu? Đây. Kỹ sư Hải đâu? Kỹ sư Hải của cái dòng máy Kubota giáo sư rồi 140. Tè. Khởi động coi là khởi động có vấn đề gì không? Cái máy này ông qua còn thiếu cái lồng đèn. Nhớ nha, thiếu anh nữa đó. Thu anh lại nha. Còn thiếu nhà start. Còn thiếu người ta thấy ship mà lại mang hết ship. Mình nhớ tôi có bỏ đường không? Trước khi khởi động thì mình cần phải kiểm tra gì? Nhớ, nước rồi. Nhiên liệu đâu rồi? Nhiên liệu rồi, buộc phải có rồi. Sợ khô nước thôi, còn không có nhiên liệu không, không khởi động được. Một ngày không bơm lấy chạy. Bơm bơm, đúng rồi. Thấy nào không được nha. Đi nhiên liệu. Trời ơi, được rồi. Không yên quay được hết rồi nha, chứ không có được. Né né né. Trong khi anh ta khởi động mình phải tránh đứng xa hai cái bên cái tay ra. Nặng quá vậy? Nó mệt phá quá. Nó ngồi rồi rồi. Bỏ đã lại rồi, nó ngồi đuối đây, bỏ tay luôn. Bơ bơ lên lên lên. Đang lên đó, đang lên đó, lại là chưa có dầu đâu. Anh quay chuyện trăm vòng là đủ rồi. Tại sao anh biết nó thịt thịt dữ không? Biết học chi? Khoan, để coi của ai nói kiểu không, chút đúng, của mình, đúng mình ra, bán đi thấy nhỏ quay trước cho nó lên kìa hả, thấy bự quay trời. Nó thấy ra đây rồi, cái lúc mà ôm đủ rồi cái nó tăng đưa dây lấy cao không thấy là mà mở chỉnh còn lại, chỉnh cái đồ cái còn lại chính xác. Thử nha, thử xong rồi nói cho anh xem là nó bị cái gì. Họ lo người ta đúng không? Cái này các em học sinh. Thấy người ta nói chuyện gì? Thử cái động luôn rồi. Quay nổ luôn hả? Quay không nổi sao nổ. Quay không nổi sao nổ, đỡ thở thật kỳ như chứng trả. Quay hết. Hết sức rồi. Nhiều quá chứ không? Nổ nổ gì đấy, người ta nhiều mà nó. Tối về có đi ấy không trời? Có đi dạo không trời? Sao đừng có dịnh vô cái bô nó nóng. Chưa nóng được đâu. Không nổ nổi đâu. Không nổ nổi thì cái đầu gác to thôi. Giờ cứ tháo ra rồi. Nói 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 có luôn, có luôn. Cái đầu bếp. Vấn đề đầu tiên mọi người thấy là do nó bị là bếp còn chưa tới, quay hơi nặng. Măng bộ anh được anh ơi. Dạ đúng rồi, hai bên mới được. Cái vỏ không ạ? À? Vỏ không mắc. 800. Cái gì cái vỏ không có. Lấy cái 10 đi, lấy cái 10 với tôi giúp là quốc lộ à. Làm luôn. Cũng được. Làm luôn. Chúng ta sẽ quẹo xuống Sóc Trăng. Có nghĩa là đường quốc lộ phải không? Anh biết thấy rau nghiệp quẹo xuống Trăng hay vậy cây. Nó sẽ bị đo được. Có việc nào chúng thành phố Trăng là nhất là chỗ em. Nó sẽ làm cho cái tay quay nó nặng. À. Ta là muốn bị trừ ở căn nhà, nó sắm à, cái hãy phương tôn đây rồi. Thì nếu mà mọi người cũng thông người ta. Gặp cái vấn đề như vậy thì mọi người có thể sửa chữa, chỉnh sửa được. Được. Thực hiện thêm lại cho nên nó nằm lại. Nó nằm lại. Nó nằm lại.
Không, cái gì biết rồi qua ông nhận sơ sơ nữa nhà nhiều hình như là chịu qua thầy dạy rồi, bữa nay thầy ôn lại cho mình. Không tới cái máy tôi không biết nè. Rồi, mở xong. Mọi người cùng xem đó là có làm đúng không nha. Đây thầy rồi dặn nhẹ. Rồi lấy cái dích. Nếu mà thấy ảnh làm sai thì nhớ dứt dẹp, dứt bán, dứt dẹp á, dẹp thế nào, không có rồi, không có rồi, kia, dứt đen đó, thôi nhớ phụ lại nha, nhận vô, nhận cái đầu ba kê vô, nói tán ra, ê, lấy cái dứt 12, cái vòng mới được, cái vòng 12, 10 mới được, cho nói mấy câu kìa, phan thật chỉnh, mua ban khắp toàn cần, chữ quay nè, cái cua tôi. Không cầm này còn sống sao. Bước đầu tiên rồi. Mọi người sẽ làm là cái gì ạ? Ngay chữ T. Ngay chữ T. Ngay cái chữ T. Bé coi bé coi. Không bé có được đâu. Không nói rồi. Đó. Rồi. Ok, chữ T ngay trong cái mũi tên. Làm sao để cho nó trùng ra hết rồi. Bây giờ nó đã trùng chưa ạ? Chữ T nó đã trùng chưa? Trùng rồi, trùng ok. Trùng rồi. Nghe chăng chữ T nè. Trùng rồi. Trùng. Nghe cái vào nó trùng. Chắc chưa? Nó còn hai vòng á. Tại vì hôm nay quay hai vòng nó mới trùng một lần phải không? Không. Tại vì nó có giống nè. Trùng nó trùng ra trùng được rồi. Chừng nào nhau. Tới đây nó cứng. Gần tới đây anh. Ờ bóp này ra nè. Rồi xong rồi quay tiếp. Quay cho nó cứng rồi nè. Quay chiều nào? Quay chiều thuận ngược lại, thuận lại. À, ngược lại vậy đó. Đẹp không? Đẹp không? Rồi, đây là đẹp. Rồi. Mọi người quay sát. Rồi, từ nãy là nó đã thẳng chưa? Nó đã. Ok. Rồi. Là nặng đúng không? Vuông ra nặng đúng không? Cứ cứ mà cái video, mà cái đi tư người lao cái mình chỉ lo đó, mà chỉ đây bắt cái chặt, đây mình vuông tròn. Khi nào thì mình quay mấy vòng thì nó sẽ hết một cái chu kỳ ở bên trong ấy. Hai vòng. Chu. Sẵn lo. Đó mới khi là tăng. Đó có muốn lời, đó khi mà nó thủ nó mới xảy. Đó thì khi mà chúng ta thủ, mình chúng ta tôn cả cái mát này. Đó, hình lo. Thế mà nó ảnh thì không phải trong mặt ạt sụp nó đây. Nó ảnh thì bên trong mặt ửng nó đây. À. Khi mà mọi người nói hai vòng vậy khi hồi nãy mình quay lại á, nhiều khi nó chỉ mới là một vòng thôi. À, đúng rồi. Nó là ba vòng, nó là nhiều khi cái vòng đầu tiên là cuối cuối nhập đồ cuối mưa vào, mới tâm nó vào. Co bánh chuẩn đi đi cầm lăng ạ. Nè, cuối nén đầu nổ nè. Nén là nó mới cứng, mình mới được cái hai vòng nó mới được. Tăng. Thôi thì hay trùng gặp má. Cho nên là khi mình xoay á là mình phải xem xoay cái bánh đạp không thôi để mình coi nó có đúng hay không. Cho biết tông là mở điểm chất trên. Chất trên thứ hai là chất trên. Em nén đó không? Lâu về nó tăng vào, nó tăng đi phòng. Chất trên kia là nó hút vô. Cho nên là nếu mà mọi người cứ quay đại sẽ không có biết là nó sẽ có là trùng hay không. Mấy xe ô lòng tăng thì cho mọi người thôi. Để cho mấy lòng ra đó. Nếu mà muốn thử thì có thể thử. Khi mà nó không trùng thì sẽ ra sao. Còn không thử cũng được. Làm tiếp. Bước tiếp theo là làm cái gì ạ? Tiếp theo là mình bắt con ống. Tiếp theo là mở con ống này ra. Mở hai ống này ra. Tiếp theo là lấy vòng 10 chưa? Lấy vòng 10 mới được. Vòng 10 lấy vòng 10. Rồi mở rồi. Vòng 10 hồi chiếc vô. Đây ra đây ra thì nhớ được. Xả không có tới gà. Xả không có tới gà cho lỏng luôn. Rồi xiết lại cho vừa đụng. Chạy xong rồi cái xiết thêm vòng rưỡi nữa. Xả ra luôn á Lâm. Chạy nha, lỏng luôn đi anh, lỏng vô, nhận vô. Cái vòng có vòng 10, cái vòng 10 đó. Vô cho vừa đụng cái đi. Vòng mới được. Cảm giác cho nó vừa đụng. Vừa đụng chưa? Anh nói cho mọi người xung quanh. Vừa cứng thôi nha, vừa cứng, vừa đụng. Vừa đụng là anh la u da liền nha. Vừa đụng đầu cong cái dặn thêm. Sáng chưa có rượu rung quá thôi. Hay là tối lố. Dạ, uống bia hả?
Ở lỗ hết sáng luôn tay. Rồi. Quên hôm qua tôi ngồi kế ảnh mà quên chăm sóc ảnh kỹ. Cứng rồi đó. Ông ngủ không nhậu mày. Đúng rồi, uống cái ly. Được chưa? Nhờ một vòng rưỡi đúng không? À đúng rồi. Đúng rồi. Quên em đang phát lên cho đây nhìn. Một. Anh nói lớn chút cho mọi người xung quanh nghe với. Dạ cứng rồi đó. Rồi, vừa ở dòng rưỡi xe. Mày thử luôn ha. Chưa. Nhắn cho nó cứng lắm, để cho tù chạy. Rồi. Rồi. Còn nghe hồi nãy đó. Đội ai? Đội bên trong rồi. Đội ai? Vậy là bị lố. Lố. Cái mạnh tay đó. Đó, là tại vì cái lực siết của Thái là lớn. Chưa chạy dứt. Lực siết của Thái lớn cho nên là vừa đụng cò mà chưa biết. Rồi rồi. Ai quay. Hết hồn nội. Tụi con gì bay ra cho nguyên Thái. Mà ông bỏ vô con gì nữa đó. Rồi. Đứng này mày máy mới chỉnh nè. Đúng rồi. Rồi 42 năm kinh nghiệm. Cho kiểm tra lại không? Cho kiểm tra lại không? Không kiểm tra lại không? Khỏi. Không đâu kiểm tra chi. Ok rồi. Ok. Ok thôi quay. Rồi cái nắp vô. Thử. Ok. Hôm qua nghiên cứu dữ lắm mới làm ra tròn rồi. Đơn giản. Gió nó căng hú. Ngọc kỹ kiển thì có đài truyền hình quay chứ nghe không anh? Đài truyền hình phố Hồ Chí Minh. Vừa. Dầu nóng bơm ta. Nóng bơm. Hôm qua nó chưa biết. Nhảy nó cao quá nó cũng muốn bơm á. Dạ không vậy hả? À, vậy hỏi ông rồi. Nó dầu. Nó dầu. Nó dầu. Cao quá nó cũng bơm á. Có dầu, xả dầu nó xuống như thế không? 17 hả? Ừ, hả? Có dầu không? Đúng hay nha. Không, mà cái này căn bản rồi. Sao mà anh không bơm dầu, dầu xả dầu. Có... Kiểm tra có dầu xuống không? Bây giờ nó hộp máy chưa bơm. Bây giờ phải kiểm tra dầu. Bây dầu nó qua chưa? Dầu có qua không? Rồi qua xíu rồi. Rồi. Rồi quay nó thử. Quay thử ăn bao hơn. Bật có cái ăn bao nha. Bơm. Anh lên ga cao quá nó cũng bơm nè. Không, lên cao nào càng lên càng lớn bơm chứ. Càng cao nhanh nào càng bơm mạnh chừng ấy. Càng bơm càng chứ không có ảnh hưởng gì hết. Nên chưa nghe hả? Nơi đội nhẹ luôn rồi. Không. Tiếng bơm á mà tiếng bơm nó yếu á. Nó manh yếu à. Bơm thì nghe yếu á. Nó manh yếu à. Kiểm tra em là có dầu không nha. Có dầu rồi, xóa dầu xuống rồi. Hôm qua mình con xếp nha, mình có thử lại không ta? Qua nổ. Cái bé nó quan trọng. Mẫn này mẫn qua Thái là coi nó có hay xíu góc bơm không dầu chưa? Đúng rồi, nghe lời chú đi mở này coi dầu nó có qua con heo không? Đúng rồi. Dầu có phun ra. Đó 17 phải không? Coi ông mở ra con xíu cho chứ. Con heo nó có chịu đáy không? Qua tao, ông qua ông tháo nè, lấy bơm một ổ phần ra rồi trả lời. Rồi nhưng mà ông tháo ông dẹp vô pháp tiêu luôn rồi. Nếu mà dầu không đến thì con mình sẽ gì vậy? Dầu xuống mà bơm nó không bơm. Dầu giảm cái coi dầu ra thử coi dầu có qua bé không? Bây giờ không cái bộ lết vậy. Trước tiên là kiểm tra dầu qua, qua heo trước, phải không? Ừ. Kiểm tra dầu heo trước rồi xong rồi mới kiểm tra. Dầu qua mà không bơm. Không bơm giờ mở cái coi dầu ra luôn. Tức là khi mình xoay mình không nghe tiếng. Nó không có nhiều. Không nghe nó kêu két két anh heo. Khóa đúng. Cái này bọt quá mì lắm hả? Cái này có chừng thiếu áp đâu có thể. Ờ đúng rồi, kiểm tra sao để biết là có dầu ạ? Mở ốc chỗ dầu dẫn xuống á. Coi có dầu qua không? Cái này này lỏng rồi chú ơi. Đúng rồi. Này lỏng quá mà. Bởi gì người ta phá mà. Qua nổ rồi.
Nổ rồi mà đã ổng khóa mà thì cứ mở ra. Tao mở mà thấy. Mở ra mà thấy. Ổng không biết tiếng Việt, ổng biết ổng cần đâu rồi đó, ổng khóa. Nếu ai nói không biết ông chửi ông biết đó. Nếu mà nãy thấy lỏng giờ cứ xíu vô rồi quay lại. Giờ ý là nãy mình xác định vậy, bây giờ mình cứ mở ra thử theo kiểm tra đi phòng tiếp lại. Xíu xíu lại đi. Xíu lại cho cứng coi được mấy. Không, nếu nghĩ là vấn đề đó thì xíu lại đi rồi xong phải lỏng thử đi. Rồi ok đó. Đó, đó. Chưa? Ok đó. Ok giờ gắn cho lại. Dám chờ tôi à. Ờ, giờ xíu cho lại. Họ có mấy con bản xíu trước luôn nè. Con bản xíu trước luôn à. Thằng chi kiếm chìa khóa chết luôn, ngày qua bỏ đây đủ bộ luôn nè. Ông giấu á, bởi vậy. Lát giờ móc lan bỏ ra, giờ không gặp họ đây rồi xả camera rồi ai chơi ác. Hôm qua thấy nhỏ quay rồi chạy. Rồi nhớ đi, chút máy mình còn khóa, còn hư hơn cái mấy cái này nữa. Ờ đúng rồi, cái triệu chứng khác là xịn. Không, gỡ cái tông ra luôn vậy. Lòn á. Có xiết trên chưa? Tôi không có đứng ra đâu tại đó. Vì đó thấy không? Không thấy không? Rồi đó. Đó, 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 đó chạy không khó. Nổ luôn, nổ luôn. Không khó dằn á. Rồi. Nhắn xa tại quay ra. Đúng tiền. Đây là mình ok rồi đó, mình xong rồi đó mình chưa ăn. Bơm hệ thống bơm nó không làm việc. Nè hai anh cầm viết đây. Ký vô biên bản xong rồi về đi. Được rồi đó. Rồi rồi. Đây con kia. Con đây con đây. Con nhét gì trong bơm không không, cái nhà đầu tiên mình chỉnh cò rồi thế cái đó là ảnh mấy cái nè à đây bị ảnh chỗ góc nước bê ý trong đây nó gọi là nước bê dầu ba đồng triệu nó đây nó kêu nước bê chứ không quan đâu. Chữ em đó. Mình nuôi thớt, nuôi thớt thì phải làm nuôi thớt. Mình là quý vị. Đó là chữ em là một cái đó. Nước đạo vậy mà. Rồi nó bị làm mấy cái nó. Mình nên về ok đó. Đó, hôm nay học qua vai đúng rồi đó. Không rồi, không phá cái đó đó. Ờ tới đây. Kí sư lục. Hay hay quần phẳng cho nó. Xong như nhũ rồi đó. Nghĩ cực. Chắc lộng chút rồi. Cô nghĩ cực gì bằng hạ không? Thì cái máy này nó có mấy vấn đề xảy ra cho nó không phải khi là nó không được. Hai. Hai cái. Sáu bằng hạ. Bằng hạ lẹ cơ cư. Bằng hạ lẹ cơ. Cái vấn đề đầu tiên là nó bị cái gì ạ? Co. Bị co. Bị hút co. Đã chưa tới. Wow. À, thành gốc wow. Cứ lừa dắt thành gốc wow. Máy đài. Máy đài. Thì cái cơ bản là do mình kéo cái cò nó không có được. Đúng rồi. Ok. À, sao hết cực. À, sẽ cực trạc càng sẽ ngàn nàn nàn. Phải lau dốc thuốc quanh. Để bỏi. Dạo. Thì cái vấn đề đó thì mình có thể chỉnh sửa lại được. Thế là bây giờ cán khưng muốn nặng nặng ấy, hay làm cán trên chỗ này còn. Nếu mà mình quay thấy nặng tay thì mình kiểm tra nó trước. Bạn hãy thứ 2 là sao? Lỏng, lỏng cái quanh một chiều thì nó không có. Lỏng vào mình mới nén. Vào mới nén, à, thầm hay. ที่เราแนะนำไปเนาะหน้าที่ของชุดปั๊มคืออัดแล้วก็ปิดต้องสนิทถ้าปิดไม่สนิทอาการวาล์วจะเป็นแบบนี้คือเหมือนกับวาล์วปิดไม่สนิทตึ๊กละเบิร์มนั้นก็มี nhiệm vụ là nén và bơm thì nếu mà nó không chặt thì nó sẽ không có bơm được หลักการคือน้ำมันอัดมาเสร็จแล้วมันก็ไหลกลับถึงเดิมอัดมาแล้วก็ไหลกลับเดิมทำให้มีน้ำมันคือ vấn đề nó gặp ra là khi mà nó nén
xong rồi nó chảy ngược lại thì nó sẽ không có phun được. Xem mà là can của pump คือ nó mình ắt mà léo mà อยู่ข้างหน้า ham dọn กลับไป. Cái vấn đề của cái bơm là khi mà dầu nó xuống, khi mà nó nén xuống thì nó phải ở đó mà nó không có được quay trở lại thì mới sử dụng được. Bạn hẳn là sẽ được trả đàn khi lâu phải lây lùng và nó cũng nên mang thai phải đuổi. Thì khi cái vấn đề xảy ra là do nhiều khi mình siết cái con ốc số 17 đó nó chưa có được chắc. Đã lâu mới đi chia cắt vào thái ông áo rồi đó. Không biết màu đúng rồi. Đây là mấy cái lùng mấy kịp. Cho nên là mình đợi, khi mà trước khi mình khởi động mình nhớ phải kiểm tra cái đó là nó đã chắc hay chưa. ปัจจัยที่ทำให้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยของเราเนี่ยติดได้มันจะมีอยู่3ส่วนเนาะ thì để mà khởi động cái máy của mình có thể khởi động được thì nó có 3 phần chính quan. Ừ, ต้องมีอะไร đầu tiên là cái nồi nước kiểm tra nước nước nhiên liệu nước ủa quá tuột น้ำก่อนไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เครื่องยนต์ติดได้เนี่ยใช่ติดให้คนซึ่งมันสตาร์ทติดได้เนี่ยมีอยู่3ส่วนคืออะไรครับ3 bộ phận mà làm cho cái máy mình có thể khởi động được. Đi siêu bơm đi siêu bơm hay eo cò. Cò bơm quá. Bơm nó mà. Nói với hỏi nó chứ quát quá, cái nào cũng không có thiếu cái khởi động đâu được đâu. Sinh sản phẩm thì thành cái nguồn tiền đây nó kiểu tập chính phần. Kiểu tập ông nó cò อะไร bao. Hỏi chuyện khác mà hỏi bao quát quá. Đây này cái chính phần nó kiểu chính phần không dòng. Mấy kiểu phần nào nó kiểu cả cái gì thì nó kiểu tức là nó không có liên quan đến cái bộ phận gì đó. Cái bộ phận nguyên liệu đúng không? Không liên quan bộ phận nguyên liệu đúng không? Nó không có liên quan bộ phận xung quanh nhưng mà tại làm sao ba cái làm sao để mà nó có thể khởi động được. Nhiều yếu tố chứ. Cơ mày mày đây nè, có cái dàn nó như là thọt ออก mà đi một cái dàn thì làm nó không tỉnh đại. Như là gì? Làm cho nó máy khởi động được thì nó sẽ có cái nào được. Áp suất có gì mà quá đèn đàn dầu không qua đèn đàn dầu có dầu xuống mà không qua đèn đàn lẹ đèn đàn lẹ áp suất gì hiểu đèn đàn này à mọi người nói áp suất gì áp suất gì thực nén á chút bơm rồi áp suất bơm quá đèn đàn thi này bơm nào mà thì mình có được đấy mình được có nói chuyện gì mà ông hỏi ông hỏi có nghĩa là cái máy mình đầy đủ tất cả mọi thứ thì cái yếu tố nào làm cho cái máy nó có thể khởi động được không có dầu cho khởi động được yếu tố đầu tiên là dầu rồi không có dầu là vô đầy đủ không á น้ำมันต้องมีน้ำมันถ้ารถไม่มีน้ำมันเนี่ยเครื่องใหม่ๆเนี่ยไม่มีไม่ใส่น้ำมันจะติดไหมเอ้าไม่ติดใช่ไหมเราถามบอกว่าติดรู้ว่าติดไหมถ้าไม่ mới hoàn toàn thì đúng là phải có dầu nó mới khởi động được ý là máy đang xài đúng không nói chung là điện nước đầy đủ rồi là đúng rồi đó đúng cái đầu tiên rồi đó đúng cái đầu tiên đúng không còn có gì này phải năm bala từ năm bala cứ mày nè từ năm bala dầu nhớt nước có dầu phải mà mới chạy mà trước khi chạy phải có dầu bôi trơn trong máy mới cho chạy được ôi dầu nhớt á nhớt bôi trơn không ý là nó thì máy xài rồi máy đang xài thì nó mới khi ta tỉnh đây rồi mình đi nó làm trước hơn không liên quan tới nhớt luôn ha tại vì nó không có nhớ không muốn chạy vào và không khí xả ra ý ông mới hỏi là máy bình thường yếu tố nào để máy bình thường nổ máy để làm cho cái máy nó nổ được quốc lộ 13 quốc lộ 13 cũ á găng cầu dừa cầu máy á cầu dừa con dừa cò dưa đó cầu dồi cò dưa đó không cho là không khí thu đất đúng rồi mà trái thứ sòng là cầm lăng thật đúng rồi quốc lộ á là hai ý đầu tiên là có nhiên liệu có dầu ý thứ hai là cắt ngang quốc lộ một á quốc lộ một quẹo vô 20 mét trong cái buồng đó vì khi can chết cầm lăng nó găng cầu dừa cò dưa nó ngã tư Bình Phước á hay xài nồi kho bài ngã tư Bình Phước muốn thương đôi khi mới tông dốc alo ถ้าเครื่องยนต์มีกำลังอัดก็คือมันมันจะมีที่นี่คือกำลังอัดไม่ดีนะถ้าจะหมุนต่อไปไม่ได้นี่กัดไกวนะ
có nghĩa là cái cách để kiểm tra là ở bên trong cái vùng đó nó có đủ cái sức nén hay không là mình xoay, nhưng mà mình không có bóp cái cò, mình xoay thì mình xoay khi mà nó xoay nặng tay được thì là ở bên trong đen. À, một đường về hướng thủ dầu một, đường về hướng thủ dầu ba. Nên là ไปเจอ เครื่อง ที่ หมุน จะ เป็น น้ำ กำลัง อัด ไม่ มี มัน จะ หมุน ต่อ ไป ได้ เนาะ ก็ คือ จะ เป็น ทำ ให้